Xin chào tất cả các bạn, tôi mình là Yolo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series quản lý đầu vòng với ASMR trên FIFA 14. Như các bạn đã biết ở video trước thì chúng ta vừa mới mang về được hai mục tiêu chính trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, đó là Sami Khedira và Adi Rami, cùng với đó là Dominico Cristito và hai tài năng trẻ là Adnan Januzaj và Jesse Rodriguez. Điểm hạn chế duy nhất ở video trước đó là Rossoneri đã bị đối thủ cùng thành phố là Inter Milan cầm hòa ngay trên sân nhà. Thật ra hai đội bóng đó cùng chơi chung sân nhà cho nên không nói gì được. Nhưng mà sao thì ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ hoàn tất cửa sổ chuyển nhượng tháng 1 và cùng với đó là tiếp tục những trận đấu trong khuôn khổ của giải Ngoại hạng Anh. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đón tiếp đội bóng của Arsene Wenger là Arsenal trên sân nhà San Siro. Nhưng mà thực ra thì mình sẽ dành khoảng thời gian của trận đấu này để nói về một chuyện cũng khá là ngoài lệ. Đại loại là đội hình của AC Milan bây giờ cũng khá là hoàn thiện rồi. Mỗi vị trí đều có thể có hai cầu thủ đảm nhiệm, ngoài trừ vị trí thủ môn ra. Trước giờ mình chưa bao giờ có thói quen mua dự bị về cho thủ môn bởi vì thật sự là không biết nói làm sao, chỉ là không có thích gì thôi. Và giả như là Muslera có gặp chấn thương hay gì đó thì mình vẫn còn sự lựa chọn thứ hai là Christian Abiati và Gabriel thì trong video trước mình đã đem đi cho mượn rồi cho nên cũng không có bàn tới, nhưng mà mình vẫn còn Christian Abiati và hình như còn một người nữa là Coppola hay gì đó, mình không bao giờ để ý tới vị trí này cho nên mình cũng không có biết rõ. Nhưng mà đại loại là hiện tại thì vị trí thủ môn mình cảm thấy rằng không cần phải củng cố ngay bây giờ cho nên mình sẽ để đó. Thật ra trước sau gì trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới mình cũng sẽ phải mang về một hoặc hai thủ môn mới thôi, bởi vì sau mùa giải này thì Christian Abiati cũng sẽ hết hợp đồng với đội bóng chủ sân San Siro. Còn Coppola thì thật sự là mình không có quan tâm, và nếu mà mình bán được thì mình cũng sẽ bán luôn, và nếu mà mình dư giả thì mình cũng sẽ hủy hợp đồng với anh này, bởi vì mình không có muốn giữ lại những cầu thủ không đóng góp gì được cho câu lạc bộ. Mặc dù rằng ở đây nếu mà họ muốn đóng góp cho câu lạc bộ thì cũng không có cơ hội, bởi vì mình là huấn luyện viên và mình không muốn sử dụng bất kỳ ai khác ngoài trừ Muslera cho nên cũng hơi khó, nhưng mà biết làm sao được. Bình thường nếu mà mình chơi những series khác giống như trên Xbox hoặc là những cái series cũ thì mình sẽ mua về một thủ môn trẻ, và trong những trận đấu không quan trọng lắm thì mình cũng sẽ cho anh này ra bắt, giống như là ở Tottenham mình mang về Mathieu Perrin, hay là ở Arsenal thì mình không có làm cái chuyện này. Ở Arsenal thì hình như mình vẫn giữ lại Fabianski hoặc là Vito Manone hay sao đó, mình không có nhớ. Nhưng mà lại là trong đội hình của mình thường sẽ có một thủ môn bắc chính và một thủ môn trẻ và tiềm năng, đại loại là như vậy. Hiện tại thì trong cái danh sách của mình đang có một số cái tên khá là có tiềm năng, giống như là Jack Butland là thủ môn dự bị của Stoke City, hoặc là Lea Lee là cầu thủ được cho mượn đang thuộc biên chế của Juventus, hoặc là Areloa là thủ môn gốc Philippines và cũng đang thuộc biên chế của một đội bóng lớn là PSG. Ngoài ra thì như mình cũng đã đề cập ở video trước, nếu mà trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tiếp theo mình có một số tiền khá là dư dả hoặc là sau đó thì mình cũng sẽ mang về một tiền vệ cánh phải đẳng cấp. Và hiện tại thì mình vẫn đang nhắm tới The Hulk, The Incredible Hulk, cầu thủ đang thi đấu cho Zenit. Và sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì mình cũng đã tìm được hai cái tên khác thay thế phòng trường hợp là The Hulk bị một đội bóng khác giành trước. Đó là Angel Di Maria, thiên thần người Argentina, và Luis Nani, cầu thủ đang thi đấu cho Manchester United. Trước giờ thì mình chơi Real Madrid khá là nhiều cho nên mình cũng biết được rằng Angel Di Maria có thể làm được gì ở hành lang cánh phải. Thật ra là anh này rất là khủng khiếp, là mình có thể nói anh này là tiền vệ cánh phải khủng khiếp nhất trong cái game này. Bây giờ mình mới nghĩ lại là trước giờ mình chưa bao giờ xài Arjen Robben cho nên mình cũng chưa biết được là anh này có phải giỏi nhất hay không. Bởi vì Arjen Robben bây giờ cũng là 29-30 rồi và mình rất ghét xài những cầu thủ đang thuộc hạng băm cho nên mình cũng không có biết. Nhưng mà đại loại trong thời điểm này thì mình vẫn coi Angel Di Maria là tiền vệ cánh phải xuất sắc nhất. Còn Luis Nani thì có vài lý do. Thứ nhất là trước giờ mình không có ưa Manchester United. Cái này thì mình nói trong cũng khá nhiều video rồi, cho nên là mình cũng không có chuộng xài cầu thủ của đội bóng này. Anh Januzaj thì là một trường hợp khá là đặc biệt bởi vì anh này còn trẻ cho nên có thể coi là không biết nói làm sao, nhưng mà đại loại là nó còn trẻ cho nên có thể sử dụng được. Đại loại là như vậy. Tương tự với Barcelona, dù rằng mình có giàu đến đâu, dù rằng Barcelona có bán rẻ đến đâu thì mình cũng sẽ không bao giờ bỏ ra một đồng cắt nào để mua một cầu thủ trong đội hình chính của đội bóng xứ Catalan. Đây chỉ là một quy ước mà mình tự đặt ra cho bản thân thôi. Đại loại là như vậy. Nhưng mà dù sao thì quay trở lại với vấn đề chính, Luis Nani thì trước giờ mình chưa bao giờ sử dụng cho nên mình cũng không biết thế nào. Đồng ý là mình có chơi đội tuyển Bồ Đào Nha một hai lần gì đó, nhưng mà thật sự là tuyển Bồ Đào Nha chỉ có Ronaldo là đáng chơi thôi. Ở dưới Moutinho truyền lên rồi Ronaldo sút, chỉ đơn giản là vậy thôi chứ không cần phải dùng tới Nani. Và thật sự là ở đó thì mình sử dụng Quaresma thay cho Luis Nani bởi vì
Hồi đó mình vẫn ghét Manchester United cho nên mình không có sử dụng cầu thủ này. Nhưng mà dù sao thì đến lúc này thì đó là tất cả những mục tiêu mà mình có thể nghĩ ra được cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay lại với video này. Trong những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi thì mình cũng đã tống đi được Alessandro Matri, và điều đó đồng nghĩa với việc là Rossoneri sẽ có được sự phục vụ của tài năng trẻ người Đức là Timo Werner, và cầu thủ này cũng sẽ đá vào chính vị trí mà chân sút người Ý đã để lại. Chung quy mà nói thì AC Milan đã có một kỳ chuyển nhượng mùa đông khá là thành công khi họ có thể mang về được tất cả những mục tiêu trong danh sách của mình mà không cần phải bán đi bất kỳ một cầu thủ trụ cột nào. Ignacio và Batey không phải là cầu thủ trụ cột rồi, nhấn mạnh là như vậy. Còn về hai trường hợp của Ricardo Montolivo hoặc là Antonio Nocerino thì đó là thuộc về kỳ chuyển nhượng mùa hè trước đó nữa cho nên không nói tới. Trong thời điểm hiện tại thì tất cả những cầu thủ được đá chính trong đội hình 1 của AC Milan đều sẽ là những trụ cột trong tương lai, ngoại trừ vị trí tiền vệ cánh phải. Bây giờ thì đang xoay tua giữa hai người là Jesse Rodriguez và Adnan Januzaj. Cho nên là mình nghĩ sau khi có được Hulk hoặc là Angel Di Maria hoặc là Luis Nani thì mình cũng sẽ ngưng mua những cầu thủ ngôi sao về mà chỉ tập trung vào việc phát triển những cầu thủ dự bị hoặc là những ngôi sao trẻ và bán đi nếu được giá, và mua về những ngôi sao trẻ khác nổi bật hơn, đại loại là như vậy. Bây giờ thì quay trở lại với cái video này. Mình xin lỗi là bởi vì mình đã nói quá nhiều, kéo từ trận đấu với Arsenal lên tới tận trận đấu giữa AS Monaco và AC Milan ở đây. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã có được một chiến thắng 2-0 khá là dễ dàng trước đoàn quân của Arsene Wenger. Và có một điều đáng khích lệ là đó là trận đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà Rossoneri có thể giữ sạch lưới. Sau cái video này thì mình cũng đã xem lại, và trận đấu với Arsenal cũng chỉ mới là lần thứ 2 trong cả mùa giải này mà mùa Slater có thể ra về sau 90 phút thi đấu trọn vẹn mà không phải vào lưới nhặt bóng. Chung là cũng không có biết tại sao, mình nhớ là cái hồi mà mình vẫn còn cầm Tottenham Hotspur thì phòng thủ cũng đâu có tệ như thế này đâu hả. Nhưng mà cũng rất đáng tiếc là dù rằng AC Milan đã có được 3 điểm sau chiến thắng trước AS Monaco, họ vẫn không thể làm lại được kỳ tích giữ sạch lưới của mình. Những chiến thắng liên tiếp giúp đoàn quân của ông Đại Yolo rút ngắn khoảng cách giữa họ và Real Madrid xuống còn 6 điểm. Thật ra nói 6 điểm cũng không có chính xác lắm. Bây giờ thì AC Milan và Real Madrid đang có cùng số điểm là 59, nhưng mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn còn 2 trận chưa đấu cho nên vẫn chưa thể nói trước được gì. Ở đây là bởi vì mình là người bi quan cho nên mình luôn luôn cho rằng họ sẽ thắng 2 trận tiếp theo. Nhưng mà dù sao thì đây cũng sẽ là kết thúc cho video này của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Đạt Yolo. Xin chào.